hướng dẫn làm triền hoa ba mảnh ghép với hai màu chỉ kết hợp. Chập hai sợi dây kim loại vào với nhau. Mình dùng chỉ tơ bóng và dây kim loại chống dỉ cỡ 0,4mm nhé. Dùng một chút keo sữa để cố định đầu chỉ vào dây kim loại. Đặt mảnh mì ở giữa vào và quấn. Sau đó tách hai sợi dây kim loại sang hai bên, rồi cố định sợi chỉ vào một bên để tránh bị bung. Lồng và cố định sợi chỉ màu khác vào một bên sợi dây kim loại như thế này. Đặt mảnh mì thứ hai vào rồi quấn. Làm tương tự với mảnh bìa thứ ba ở bên còn lại. Kết quả được như này.